À, kính thưa quý vị, Lâm đang đứng trên đường Phan Thị Gàn hướng về khu đô thị Phú Cường này. À, quý vị, hôm nay Lâm sẽ quay cái khu này, có cái vòng xoay Phú Cường đó quý vị, rất là đẹp. Ở đây có cái thông Noel là cao nhất là 25 mét nè quý vị, là một trong những cái thông cao nhất của có thấy là nó chớp xanh liên tục không ạ? Chớp xanh vàng. À, đây là cái thông cao nhất nè quý vị. Còn đó là vàng vàng đèn luôn, nguyên một vàng đèn đó quý vị. Thank you.
Đường đây là đường 3 tháng 2 khu Phú Cường. Màu xanh, màu hồng, quý vị. Màu vàng thì ở phía trước. Chào của Phú Cường. Đủ màu đó luôn đó quý vị. Bên đoạn đường này là cho mở đèn hết rồi đó quý vị.
Đây là một góc khác nữa nè quý vị. Đây là cái đảo Phú Gia. Xa xa là cái xích đu đó quý vị. À, Lâm đang đứng ở trên đường cầu 3 tháng 2 này quý vị. Đó là khu 16 hecta. Còn xa xa đó là các tàu đang đánh bắt thủy hải sản đó quý vị. Còn đó là khu Wincom của thành phố Rạch Giá đó quý vị. À, còn khi mà nhìn thẳng vào đó là sẽ là bệnh viện đa khoa của tỉnh. Đây là đường xuống bến tàu nữa quý vị. Còn đây là cống Sóc Kiên nè quý vị. Buổi tối rất là lung linh màu. Trước mặt đó là đường 3 tháng 2 đó quý vị. Còn đó là cầu đi bộ đó quý vị, để đi qua đình Nguyễn Trung Trực. Có rất là nhiều màu khác nhau.